Cuối cùng cũng thoát khỏi đám diễu hành đó. Mà đây là đâu vậy ta? Mình lạc rồi. Hitomi, cậu ở đâu? Phải chỉ có di động để gọi thì đỡ quá. Nè nhóc, em có sao không? Chạy nhanh vậy chắc là không sao rồi. Cái thằng chột này, mày giấu cây trâm vàng của tao ở đâu á thì ói ra liền, nếu không mày không yên với tao đâu. Cây trâm vàng sao nói tiếng nào mày? Bị câm hả? Nhìn mày là tao biết mày đến từ xà thành rồi. Cái thành của một ông chủ thấp hèn thì con dân cũng là một lũ đầu trộm đuôi cướp mà thôi. Ông vô lý quá rồi đó. Người xà thành có thù oán gì với ông mà ông xúc phạm hả? Với lại xà vương là người mà ông có thể sỉ vả sao? Không phải ông ta là một trong bốn vị thần tướng tôn quý nhất hả? Cái nhỏ này, mày biết gì mà xen vào hả? Xà dương không có xuất thân cao quý như quả thần chúng ta, mà hắn là... Xuất phát điểm không bằng thì sao? Điều đó càng chứng tỏ xà vương là người biết phấn đấu vươn lên. Người khác nỗ lực một thì anh ta nỗ lực gấp hàng trăm lần như vậy nữa. Tôi có thể làm chứng người này vô tội, vì tôi đã thấy kẻ ăn cắp cây trâm của ông. Hắn đã bỏ chạy được một lúc rồi. Làm chứng si mấn gì? Hay là mày động lại với nó? Tính hùa gạt tao hả? Không có dễ đâu cưng. Cái thằng cha này khó ưa quá. Bực mình thiệt mà. Thôi được rồi, bây giờ tôi không có mang theo nhiều tiền. Tôi viết giấy nợ cho ông. Ông tới hỏa cung tôi sẽ đền tiền cây trâm đó. Cái gì? Mày là người trong hỏa cung hả? Đúng vậy. Người trong hỏa cung toàn là quý tộc không à? Xin lỗi đã thất thố. Sao không nói sớm cô là người hỏa cung? Lật mặt nhanh dữ. Không cần giấy nợ với gì hết trơn á. Cô đưa chiếc vòng tay của cô vậy là được rồi. Chiếc vòng này là của hỏa cung ban cho các nô tỳ, mình tự ý cho đi thì có sao không ta? Thôi kệ đi, cứu người là quan trọng, mai mượn tiền Hitomi đi chuộc lại là được chứ gì. Của ông nè. Ôi trời ơi, cảm ơn cô. Cái vòng tay của hỏa cung còn giá trị hơn cây trâm vàng chi nhiều. Anh hiền như vậy là không được đâu. Rõ ràng anh không ăn cắp, sao lại im lặng để bị buộc tội như vậy? Phải đấu tranh chứ. Người này bị câm hả? Chắc cũng có vấn đề thiệt nên bị chửi mới không phản ứng. Tôi không còn bao nhiêu hết, anh cứ cầm tạm phòng thân đi ha. Táo ngon lắm á, tặng anh ăn thử nè. Chỗ đông người dễ bị trộm cắp lắm á, anh phải cẩn thận đó nha. 10 giờ tối rồi, tranh thủ dọn hàng nghe bà con. Tôi muốn mua hàng. Ê, ồ, tôi đang dọn hàng rồi. Nhưng quý khách muốn mua gì á thì cứ thoải mái chọn. À, hóa ra là mày. Mày không bị câm hả mày? Muốn mua gì á thì ra chỗ hàng mã mà mua. Ở đây không có gì bán cho tên cố rách áo ôm như mày đâu ha. Trời ơi, thứ lỗi cho tôi, có mặt mà không thấy thái sơn. Ngài muốn lấy gì, muốn mua gì cứ lấy đi. Tất cả cho bảo thạch này đủ hết mua hàng hóa của tôi rồi. Không cần đưa thêm, không cần đưa thêm. Ta chỉ cần mua một thứ thôi. Ngài cần gì cứ nói với tiểu nhân à. Mạng của ngươi. Trên bảo thạch có nào. Người khác nỗ lực một thì anh ta nỗ lực gấp hàng trăm lần như vậy nữa.